À, xin chào các bác. Em lên nhanh cho các bác một cặp loa 4 đường tiếng của thương hiệu Đài Đông. Đây thì là loa gồm là hai bát, một trung và một tép. Đấy, các bác có thể nhìn thực tế luôn. Nó ê căng em để bên trong nhá. Đấy, căng em để bên trong. Bát ở đây của nó sử dụng là bát màng carbon. Gân của nó, hệ thống đây là gân cao su rất là dày dặn. Đó, một gân thì là viền ốp lổi, một viên thì ốp theo kiểu là ốp ngược lại. Đấy, cái này là hãng người ta đã thiết kế như vậy các bác nhé. Đấy, thiết kế nó là như vậy rồi. Đấy, thì cách thiết kế này nó sẽ tạo ra một cái âm hưởng âm thanh bass đánh nó sẽ có độ sâu và khi đánh nó quện ở nhau nghe rất là hay. Đó, không phải là tự dưng người ta làm như vậy đâu các bạn. Mọi thứ người ta làm đều có sự cân đối và đều có sự tính toán cả các bác nhé, chứ không phải là thích là làm đâu các bác nhé. Người Nhật là người ta làm đều có sự tính toán và nghiên cứu rất là kỹ cả. Đấy, còn phía trên là chép và chung của nó đây. Đấy, chung nó đến chép. Đấy, cặp này thì các bác nghe những cái bản nhạc bolero hay là nhạc trữ tình hay là nói chung là em thấy là đánh được đa thể loại nhạc luôn. Đấy, không cứ chỉ nhạc vàng. Nếu mà bác nào mà chuyên nghe nhạc vàng thì cũng có thể sử dụng con này. Bởi vì đánh nhạc vàng cực tốt luôn, hay lắm. Nghe rất sướng luôn. Đấy. Bát đánh nó sâu lắm và nó mềm, nó quẹt tiếng đó các bạn. Những dòng loa cây của anh nghe hay lắm. Đấy, thì đây là về hình thức tổng thể của loa cây nhá. Về chiều cao của loa thì đặt 80 các bạn nhé, 80 phân này. Đấy, cao 80. Đấy, loa cao là 80 các bạn nhé. Còn chiều sâu của loa là 28 này, 28 chưa căng tính là 29. Nếu mà căng là 29, rộng của nó là 17.5. Đấy. Còn bát của nó thì đây nó đánh bát là 13 các bác nhé. Bát tiêu chuẩn của nó là bát 13 này. Đấy. Đây, đây là phía sau của loa các bác nhé. Đấy, hình thức thì nói chung là so với hàng bãi thì nó là rất là đẹp các bác nhé. So với hàng bãi là còn rất là đẹp. Đấy. Ở đây em thấy ghi này. SCT33 là mã này. SCT33 là mã nhé. Còn trở kháng là 6 ohm. Đấy. Input maximum. Maximum input là 100. Ở dưới là 200 nữa này, đây này. Đấy, nó ghi hai thông số nhá. Trên 100 và dưới 200. Đấy, cầu loa thì nó là cầu đồng các bác nhá, bắp chuối và cầu đồng. Đây. Đấy. Ok chưa ạ? Đấy, đây. À, con này nó đang bị mất một cái bên này sao này. Đấy, con này đang bị mất một bên này. Đấy, không biết nó tuột từ bên nào nhưng mà nói chung là hiện tại là em thấy đây là bên này có cả đôi, bên này mất một cái này. Đấy thì em có nói rõ luôn nhá. Đấy, nhà em bán hàng thì chả phải giấu giấu cả, có thế nào thì bảo luôn. Đấy, cầu này cầu trục đồng của nó các bác nhá, đồng rất là xịn luôn đấy, đồng chuẩn luôn đấy, chứ không phải đồng vớ vẩn đâu. Đấy, hàng xịn đấy, rất là ok luôn. Con này thiết kế cẩn thận. Đấy, thành vách rất là dày, con này thành này nó phải dày phân rưỡi các bạn, nó phải tầm khoảng 1 phân rưỡi chắc chắn. Nó cây bề rất là nặng luôn các bạn, nặng kinh khủng luôn. Nó thì con này thì giá của nó thì là 2,9 triệu các bác nhá, giá là 2,9 triệu. Đấy thì bác nào đang có nhu cầu về loa cây thì alo cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 các bác nhé. Đó, loa cây, vâng, xin chào các bác.